Theo báo cáo triển vọng kinh tế toàn cầu 2024 vừa được Ngân hàng Thế giới (WB) công bố, GDP của nước Nga được dự báo sẽ tăng 2,9% trong năm nay, cao hơn so với Mỹ là 2,5%. Trong báo cáo, Ngân hàng Thế giới đã nâng dự báo tăng trưởng của nền kinh tế Nga dựa trên số liệu sửa đổi mới nhất. Theo đó, GDP của Nga dự kiến sẽ tăng 2,9% trong năm 2024 và 1,4% vào năm 2025, tăng lần lượt so với dự báo trước đó là 2,2% và 1,1%. Ngân hàng Thế giới cho hay nền kinh tế Nga vào năm 2023 tăng trưởng vượt trội so với kỳ vọng, với mức tăng lên tới 3,6%. Tăng trưởng vượt kỳ vọng này cho thấy nhu cầu tư nhân mạnh hơn mong đợi, được hỗ trợ bởi các khoản thế chấp được trợ cấp, các biện pháp tài chính và thị trường lao động thắt chặt. Ngân hàng Thế giới nhận định, đồng thời lưu ý rằng chi tiêu quân sự tăng lên cũng đã thúc đẩy hoạt động kinh tế của nước Nga. Báo cáo triển vọng kinh tế toàn cầu 2024 còn nhấn mạnh thêm rằng, nếu mức tăng trưởng mạnh mẽ vào cuối năm 2023 và đầu năm 2024 dự kiến sẽ thúc đẩy hoạt động kinh tế trong suốt năm 2024, thì việc thắt chặt các biện pháp an toàn vĩ mô và thu hẹp quy mô các khoản thế chấp được trợ cấp sẽ làm giảm nhu cầu tư nhân. Báo cáo cũng chỉ ra rằng quan hệ thương mại của Nga với Trung Quốc đã phát triển. Nhiều giao dịch hơn đang được thực hiện bằng đồng nhân dân tệ của Trung Quốc, trong bối cảnh Nga đang xoay trục sang phương Đông. Trước đó, phát biểu tại phiên họp toàn thể của Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg, Tổng thống Nga Vladimir Putin lưu ý rằng GDP của Nga đã tăng 3,6% vào năm ngoái, phục hồi sau mức suy thoái 1,2% trong bối cảnh Nga hứng loạt đòn trừng phạt của phương Tây liên quan tới chiến sự Ukraine. Người đứng đầu Điện Kremlin nhấn mạnh rằng bu ốc sang năm 2024, nền kinh tế Nga vẫn tiếp tục phát triển, trong quý đầu tiên của năm nay, mức tăng trưởng đạt 5,4%, tức là tốc độ tăng trưởng của Nga vượt quá mức trung bình thế giới. Tổng thống Putin cho biết xu hướng này phần lớn bắt nguồn từ các ngành công nghiệp không dựa vào tài nguyên. Theo nhà lãnh đạo Nga, năm 2023 trên 40% tăng trưởng GDP đến từ các ngành cơ bản như sản xuất, xây dựng, hậu cần, truyền thông và nông nghiệp, trong khi khoảng 60% là từ các ngành hỗ trợ như thương mại, khách sạn và dịch vụ tài chính. Vào tháng 4, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF cho biết họ kỳ vọng nền kinh tế Nga sẽ tăng trưởng nhanh hơn tất cả các nền kinh tế tiên tiến vào năm 2024. Theo dự báo của tổ chức này, GDP của nước này được dự báo sẽ tăng trưởng 3,2%, vượt tốc độ tăng trưởng dự kiến của Mỹ là 2,7%, Anh 0,5%, Đức 0,2% và Pháp 0,7%. Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov trước đó cho biết, ông kỳ vọng tăng trưởng GDP của đất nước vào năm 2024 sẽ bằng mức năm ngoái, trong khi Ngân hàng Trung ương Nga đưa ra mức 2,5% đến 3,5%. Cũng trong báo cáo triển vọng kinh tế toàn cầu 2024, Ngân hàng Thế giới đã nâng dự báo tăng trưởng toàn cầu thêm 0,2 điểm phần trăm lên 2,6% so với dự báo công bố hồi tháng 1 năm 2024. Ngân hàng Thế giới giữ nguyên dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2025 ở mức 2,7%, tức vẫn dưới mức 3,1% duy trì trong suốt một thập kỷ trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát năm 2019. Cũng trong báo cáo mới công bố, WB dự đoán lạm phát toàn cầu sẽ giảm xuống 3,5% trong năm nay và 2,9% vào năm tới, tức là mức giảm chậm hơn so với ước tính hồi tháng 1. Điều đó có nghĩa là nhiều ngân hàng trung ương trên thế giới có thể vẫn thận trọng trong việc cắt giảm lãi suất. Lãi suất có thể sẽ vẫn ở mức cao so với trước đại dịch và đạt trung bình khoảng 4% trong năm 2025 đến 2026. Trong báo cáo có tiêu đề các điều kiện tín nhiệm triển vọng tín nhiệm nửa cuối năm 2024 ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, các quốc gia bao gồm Indonesia, Philippines và Ấn Độ đã dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng trong nửa đầu năm 2024 và sẽ tiếp tục vượt qua các con số tăng trưởng kinh tế trước thời gian đại dịch COVID-19 nhờ sự gia tăng xuất khẩu, nhu cầu trong nước và chi tiêu của chính phủ cho cơ sở hạ tầng. Theo đó, Ấn Độ vẫn sẽ là nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất khu vực, duy trì đà phát triển trong nước như năm ngoái. Trong năm 2024, nền kinh tế quốc gia này được dự báo sẽ tăng trưởng 6,8% và trong năm 2025 là 6,5%. Các chuyên gia cho biết, dòng vốn đổ vào các dự án đầu tư lớn có thể xuất hiện ở các nền kinh tế Ấn Độ và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN do các chỉ số tín nhiệm cao và mức định giá doanh nghiệp hấp dẫn. Trung Quốc dự kiến sẽ phát hành trái phiếu trị giá 35 tỷ nhân dân tệ, 4,8 tỷ đô la Mỹ, có kỳ hạn 50 năm. Theo dự tính của các chuyên gia về kinh tế, trái phiếu lần này có thể sẽ được bán với lãi suất 2,58%, chỉ cao hơn một điểm cơ bản so với mức thấp nhất từ trước tới nay được ghi nhận vào tháng 4 năm 2024.
Đây là một phần trong đợt phát hành trái phiếu chính phủ đặc biệt trị giá gần 1.000 tỷ nhân dân tệ của Trung Quốc trong năm 2024. Các nhà đầu tư đã mua các trái phiếu này trong bối cảnh nền kinh tế Trung Quốc còn khá ảm đạm và các cảnh báo về rủi ro bong bóng trái phiếu được đưa ra. Trước đó, vào tháng 5 năm 2024, đợt phát hành trái phiếu đặc biệt có kỳ hạn 20 năm cũng đã thu hút gấp 4 lần lượng đặt mua dự kiến. Theo số liệu được công bố chính thức, trong tuần đầu tiên tháng 6 năm 2024, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tại Mỹ đã tăng thêm 13.000 lên mức điều chỉnh theo mùa là 242.000. Đây được xem là mức cao nhất kể từ thời điểm tháng 8 năm 2023 và cao hơn so với mức dự báo của các chuyên gia là 225.000. Đây cũng là tuần thứ 3 liên tiếp số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tăng, dẫn đến việc một số nhà kinh tế càng thêm chắc chắn rằng thị trường lao động ở Mỹ đang xuất hiện thêm nhiều vấn đề hơn. Cũng theo các chuyên gia, số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp tại Mỹ đã tăng trong một khoảng thời gian. Nhưng việc ghi nhận số lượng lớn như trong tuần đầu tiên của tháng 6 năm 2024 khiến cho xu hướng tăng lên trở nên rõ ràng và nghiêm trọng hơn. Ngoài ra, lãi suất dài hạn cao, điều kiện tín dụng thắt chặt và sự suy giảm nhu cầu đang bắt đầu đè nặng hơn lên các doanh nghiệp, đặc biệt là các công ty nhỏ. Nhiều người Mỹ muốn mua nhà nhưng không thể mua được vì giá đã tăng vọt lên mức cao kỷ lục và lãi suất thế chấp vẫn ở mức cao. Nhưng ngay cả những người may mắn sở hữu cũng đang phải vật lộn với chi phí để duy trì căn nhà. Kể từ sau đại dịch COVID-19, chi phí tăng nhanh nhất ở khu vực bang Utah với 44%, bang Idaho với 39% và Hawaii là 38%. Trên toàn nước Mỹ, chi phí hàng tháng để duy trì một ngôi nhà đã tăng từ $1,202 vào 2020 lên $1,510 tính đến thời điểm hiện tại. Theo các chuyên gia, nguyên nhân chính khiến chi phí tăng đột biến là tiền bảo trì và bảo hiểm. Trong đó, phí bảo hiểm nhà đã tăng trong những năm gần đây, một phần do thời tiết khắc nghiệt. Ngoài ra, lạm phát kéo dài cũng đã ảnh hưởng đến chi phí bảo trì nhà của người dân tại Mỹ. Sau các vòng rà soát kỹ thuật, Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF mới đây đã quyết định cung cấp khoản tài chính trị giá $800 triệu cho Argentina, nâng số tiền tổ chức này đã giải ngân cho nền kinh tế quốc gia này lên $41.4 tỷ. IMF cũng đánh giá tích cực những nỗ lực cải cách của chính phủ Tổng thống Javier Milei, đồng thời nhận định Buenos Aires đang đi đúng hướng và đáp ứng yêu cầu của tổ chức này. IMF cũng đã đưa ra một số cảnh báo yêu cầu Argentina tập trung duy trì bền vững và chất lượng của những chính sách kinh tế vĩ mô, chính sách tiền tệ và tỷ giá hối đoái, đặc biệt cần nỗ lực để hỗ trợ tối đa những người dễ bị tổn thương và đảm bảo tính linh hoạt trong xây dựng chính sách. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Để tìm hiểu thêm những thông tin khác liên quan tới các vấn đề về thị trường, kinh tế, doanh nghiệp, mời quý vị truy cập vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.kinhtechungkhoan.vn để theo dõi. Nếu thấy hay, hãy nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ Tòa Soạn có thêm động lực sản xuất nhiều video hay phục vụ quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại!